cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bố thí ba la mật đa, chẳng phải thường cũng không tan mất. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn tịnh lự chẳng phải thường cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tám giải thoát chẳng phải thường cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bốn niệm trụ chẳng phải thường cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp môn giải thoát không chẳng phải thường cũng không tan mất. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, năm loại mắt chẳng phải thường cũng không tan mất. Sáu phép thần thông chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, mười lực của Phật chẳng phải thường cũng không tan mất. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, trí nhất thiết chẳng phải thường cũng không tan mất. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, pháp không quên mất chẳng phải thường cũng không tan mất. Tánh luôn luôn xả chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải thường cũng không tan mất. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc cực hỷ chẳng phải thường cũng không tan mất. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, bậc phàm phu chẳng phải thường cũng không tan mất. Bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc cụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc sĩ biệt, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai, chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thanh văn thừa chẳng phải thường cũng không tan mất. Độc giác thừa, đại thừa chẳng phải thường cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các pháp chẳng phải lạc cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp chẳng phải lạc thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy, Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, pháp nào chẳng phải lạc cũng không tan mất? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc chẳng phải lạc cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn xứ chẳng phải lạc cũng không tan mất. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, sắc xứ chẳng phải lạc cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhãn giới chẳng phải lạc cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, nhĩ giới chẳng phải lạc cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, tĩ giới chẳng phải lạc cũng không tan mất. Hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thiệt giới chẳng phải lạc cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thân giới chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, ý giới chẳng phải lạc cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, địa giới chẳng phải lạc cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, thánh đế khổ chẳng phải lạc cũng không tan mất. Thánh đế tập diệt đạo chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, vô minh chẳng phải lạc cũng không tan mất. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng phải lạc cũng không tan mất. Xá Lợi Tử, cái không nội chẳng phải lạc cũng không tan mất. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi pháp, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp,
cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, bố thí ba la mật đa chẳng phải là cũng không tan mất. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn tịnh lự chẳng phải là cũng không tan mất. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, tám giải thoát chẳng phải là cũng không tan mất. Tám thắng xứ, chín định thứ đà, mười biến xứ chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, bốn niệm trụ chẳng phải là cũng không tan mất. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp môn giải thoát không chẳng phải là cũng không tan mất. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, năm loại mắt chẳng phải là cũng không tan mất. Sáu phép thần thông chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, mười lực của Phật chẳng phải là cũng không tan mất. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, trí nhất thiết chẳng phải là cũng không tan mất. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, pháp không quên mất chẳng phải là cũng không tan mất. Tánh luôn luôn xả chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải là cũng không tan mất. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc cực hỷ chẳng phải là cũng không tan mất. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, bậc phàm phu chẳng phải là cũng không tan mất. Bậc trùng tánh, bậc đệ bát, bậc phụ kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc sĩ biện, bậc độc giác, bậc bồ tát, bậc như lai chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, thanh văn thừa chẳng phải là cũng không tan mất. Độc giác thừa, đại thừa chẳng phải là cũng không tan mất. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là các pháp cũng vậy, đều không có tự tánh. Lại nữa, xá lợi tử, các pháp chẳng phải ngã cũng không tan mất. Vì sao? Vì nếu pháp chẳng phải ngã thì không có tánh chấm dứt. Khi ấy, xá lợi tử hỏi thiện hiện, pháp nào chẳng phải ngã cũng không tan mất? Thiện hiện đáp, xá lợi tử, sắc chẳng phải ngã cũng không tan mất. Thọ tưởng hành thức chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn xứ chẳng phải ngã cũng không tan mất. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, sắc xứ chẳng phải ngã cũng không tan mất. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhãn giới chẳng phải ngã cũng không tan mất. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, nhĩ giới chẳng phải ngã cũng không tan mất. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, tỷ giới chẳng phải ngã cũng không tan mất. Hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, thiệt giới chẳng phải ngã cũng không tan mất. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, thân giới chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, ý giới chẳng phải ngã cũng không tan mất. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, địa giới chẳng phải ngã cũng không tan mất. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, thánh đế khổ chẳng phải ngã cũng không tan mất. Thánh đế tập triệt đạo chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, vô minh chẳng phải ngã cũng không tan mất. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não chẳng phải ngã cũng không tan mất. Xá lợi tử, cái không nội chẳng phải ngã cũng không tan mất. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tàn mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được,
cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh, chẳng phải ngã cũng không tan mất. Hết quyển thứ 67.